Tổng thư ký Quốc hội vừa ký ban hành thông cáo số 4284TTKQHTT về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn. Thông cáo nêu rõ, chiều ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ tờ trình của Ban công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 16 tháng 9 năm 2024 của ông Trần Đình Văn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết số 1184NQUBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Hu Oai, Đạ Tẻn, Cát Tiên. Trước đó, ngày 8 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đình Văn bằng hình thức cảnh cáo.